tại mình đang có mặt tại căn biệt thự Huyền Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương đây. Thì lúc trước mình cũng đã có ghi hình một số cái công đoạn đổ bê tông ở các tầng tầng chờ tầng 1 rồi ha. Thì bây giờ là đổ bê tông cái mái, đây là cái mái nghiêng. Thì phía sau lưng mình là cái mái nè. Đó. Thì bây giờ các anh em đang đổ bên trong thì mình theo chân mình đi sâu bên trong coi các anh em đang thực hiện cái công đoạn đổ bê tông của cái mái nghiêng này nha. Rồi. Bây giờ mình đang di chuyển. Đây các bạn có thể thấy cái mái này có độ nghiêng cũng tương đối. Mình đoán tầm nghiêng khoảng 45 độ. Không quá cao. Mình đã từng thấy một số cái mái khác có cái mái nó cao hơn, cao độ nó cao hơn vậy nữa. Đây đổ bê tông. Đây, đứng từ trên đổ xuống, rót bê tông xuống ha. Hiện tại bây giờ đang là 10 giờ rưỡi. Nhưng mà rất là may mắn trời không có nắng lắm. Tốt nhất là đừng mưa. Sau các bạn, cái nhà này được chia làm hai gian, đổ từ sau ra đằng trước, cái mái chính là khu này nè, đó, hai mái chính rất là lớn và đẹp, còn đây là khu nhà sau, đổ cái khu nhà phía sau trước, xong rồi mới từ từ chuyển dần dần ra phía khu nhà chính. Quay một chút cái sân vườn đó, các bạn thấy sân vườn dưới là đã có tạo kiểu cho một cái hồ nước chảy dọc sân, đó là cái hồ cho để nuôi cá koi ha các bạn. Nhà này rất là đẹp, quy mô hoành tráng luôn. Rồi đây là hình ảnh cái máy đã đổ sơ bộ xong rồi các bạn. Nó còn hơi đổ xong thì nó hơi xù xì chút. Nhưng mà còn một công tác nữa là công tác chà láng. Đây, các anh em đang chà láng bên này và làm phẳng cái bề mặt này luôn. Đây có một góc đã được chà láng rồi nè. Bắt đầu đổ sang tới mái nhà chính. Mái này bự vậy chắc đổ lâu đây. Mình dự kiến đổ tầm 1 tiếng và hết cái mái này. Không biết
đủ không? Máy bự quá. Mình vừa mới giới thiệu với các bạn cái công tác đổ bê tông mái nghiêng của ngôi biệt thự tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngôi biệt thự này chuẩn bị sắp tới sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện, thì nếu các bạn có quan tâm thì có thể like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Louis. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.